Theo quy định ở Nga, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 là các ngày lễ quốc gia. Trước khi ra quyết định mới, người lao động Nga dự kiến vẫn làm việc bình thường từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5. Người dân được khuyến cáo không tham gia các sự kiện đông người và phải tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ trên các phương tiện giao thông cũng như tại các điểm công cộng trong thành phố. Tôi nghĩ điều này liên quan đến tình hình kinh tế và dịch bệnh. Họ muốn trấn an mọi người và cũng là một cách để giữ chân họ. Trước đó, Nga đã dỡ bỏ phần lớn các hạn chế chống dịch COVID-19 trên cả nước. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tình hình COVID-19 ở Nga đang ổn định. Nhưng dịch có thể diễn biến xấu đi khi mùa xuân đến, các hoạt động ngoài trời gia tăng và mọi người tương tác nhiều hơn.